Hello, xin chào anh em, chào mừng anh thằng mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một sản phẩm của nhà Replica, một mùi hương dành cho mùa đông, và nó có tên là Char Club. Cũng giống như mọi lần thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em những cái quan điểm của mình, những điểm mình cảm thấy thích và không thích về chai nước hoa này. Sau đó mình sẽ đưa ra cái tổng kết đó là có nên mua chai nước hoa này hay không. Rất đáng tiếc, một vài hôm vừa rồi thì ở ngoài Hà Nội thì thời tiết rất là xấu, trời mưa liên tục, do đó là mình sẽ đã không thể nào mà đi ra ngoài để xin ý kiến các chị em về phản ứng mùi hương của chai nước hoa này đó. Và nếu như có thể thì mình rất là mong các anh em hãy click vào đường link bên dưới để có thể ủng hộ mình những sản phẩm hiện mình đang bán. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cái nội dung chính của video ngày hôm nay, đó là cảm nhận mùi hương Replica Char Club. Ok, let's go. Điều đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này đó là mặc dù đây là chai nước hoa có sử dụng nốt thuốc lá, chúng ta chỉ cần vào Google và search những chai nước hoa nam dùng mùi thuốc lá thì Char Club luôn luôn là trong cái list những chai nước hoa đó. Thế nhưng ở chai nước hoa này đó là cái mùi hương ngọt, ngậy và nồng nàn. Thực sự là mình không cảm nhận rõ rệt cái nốt mùi thuốc lá đó. Nó không có cái vẻ khô và gai góc giống như mực lơ poa vàng hoặc là thuốc lá mềm tầm mật ong, rất là ngọt, rất là mềm mại giống như Perfume de Mali Herod. Bất kỳ anh em nào muốn tìm hiểu nốt thuốc lá là như thế nào thì mình nghĩ là chỉ cần hai chai nước hoa này, Pua Van và Herod. Còn ở Jar Club thì thực sự là mình không cảm thấy rõ rệt nó là cái nốt thuốc lá, mà mình chỉ cảm thấy đây là cái mùi hương ngọt, rất là nồng nàn, quyến rũ và rất là ok dùng trong mùa lạnh. Do đó nếu như anh em nào mà hơi e dè cái nốt thuốc lá và chúng ta nhìn thấy sản phẩm này, chúng ta nhìn thấy nó nghi rằng là dùng thuốc lá, thế nhưng thực tế mà nói thì đây là cái mùi hương mình không nghĩ rằng là nó rõ rệt cái tông mùi thuốc lá. Do vậy các anh em hoàn toàn có thể yên tâm nếu như quyết định đi thẩm mùi chai nước hoa này, bởi vì nó sẽ không giống như những cái chai nước hoa thuốc lá mà các anh em đã được ngửi. Mà chai nước hoa này thì nó trộm mũi hơn, nó nịnh mũi hơn. Và đây là cái điểm mình thích đầu tiên ở chai nước hoa này. Điểm mình thích thứ hai ở chai nước hoa này đó là mặc dù là dành cho nam, một chai nước hoa mùi hương dành cho nam, nhưng các chị em nào nếu như mà ưa thích cái nốt mùi nồng, hơi cá tính một chút, chai nước hoa này thì nó ngọt không theo kiểu những chai nước hoa của nữ, mà ở đây thì nó cũng khá là cá tính nếu như mà nữ sử dụng. Do đó bất kỳ một bạn nữ nào mà đang cần một cái mùi hương cá tính, không theo kiểu như ngọt theo kiểu bánh bèo giống như những mùi hương nước hoa nữ, mà ngọt theo cái kiểu nó hơi một chút, hơi thiên hướng về một chút về nam tính, thì Replica Jar Club cũng là cái mùi hương mà các chị em có thể tham khảo. Một mùi hương mặc dù dành cho nam, thế nhưng các bạn nữ hoàn toàn có thể dùng được. Và đấy là cái điểm mình thứ hai. Đây là điểm thứ hai mình thích chai nước hoa này. Điểm mình thích thứ ba đó là đây là một mùi hương rất thích hợp dành cho những hoạt động ở ngoài trong mùa đông đó. Có thể là trong văn phòng hoặc trong không gian hẹp thì đây không phải là một cái sự lựa chọn quá là lý tưởng. Thực tế thì mình vẫn sử dụng đi làm chai nước hoa này, thế nhưng mà mình xịt nó có một cái liều lượng, gọi là có cái sự kiểm soát liều lượng xịt, chứ cũng không dám xịt thả ga. Nhưng nếu như các anh em đang cần tìm một cái mùi hương dùng cho những hoạt động ở ngoài ấy, đúng, ở trong không gian rộng, ví dụ như đi chơi, đi tụ tập, một bất kỳ một cái hoạt động nào đó, thậm chí là cả đi bar nếu như các anh em muốn, thì Char Club cũng là một cái sự lựa chọn các anh em có thể tham khảo. Vì đây là cái mùi hương mình đánh giá rằng nó rất là thu hút, nó rất là quyến rũ, ngọt, rất ngọt nhưng không theo kiểu gọi là quá là nồng nàn, quá là gọi là ớn lạnh, ớn phát ngấy khi mà ngửi, mà ở đây thì nó ngọt rất là ngậy, nó ngọt rất là dễ chịu đó. Thì với cái anh em nào đang có nhu cầu một cái hoạt động trong không gian rộng và cần tìm một cái mùi hương một dạng kiểu như thế thì Char Club cũng là một cái sự lựa chọn không hề tệ đó. Thì tổng quan lại ba điểm mình thích chai nước hoa này đó là mặc dù là một chai nước hoa có sử dụng nốt thuốc lá, thế nhưng đây không phải, đối với mình đây không phải là cái mùi thuần thuốc lá, mà ngọt, ngậy, dễ ngửi đó. Các bạn nữ có thể sử dụng được nếu như mà muốn, nếu mà thuộc gu cá tính và rất thích hợp sử dụng cho những hoạt động ở ngoài trong không gian rộng. Đấy là cái ba điểm mình thích chai nước hoa này. Còn điểm mình không thấy quá là thích chai nước hoa này đó là
mình nghĩ rằng đây là cái mùi hương không phải là độc lạ đó. Khi mà xịt thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác khá là thân quen. Đối với mình thì mình có cảm giác giống với George Cabana The One. Đấy là đối với quan điểm của mình thôi nhé. Còn lại thì mình nghĩ rằng là sẽ có những anh em sẽ có một cái cảm giác đây là cái mùi hương nó khá là thân quen. Đó có nghĩa là nó không phải là một cái mùi hương gọi là mới mẻ, không phải là cái mùi hương độc lạ, mà đây là cái một mùi hương nói chung là cũng hơi bị phổ biến, rất là thân quen. Và nếu như so với cái mức giá mà chúng ta bỏ ra để mua thì đôi khi các anh em nào mà khó tính thì có lẽ là mình sẽ không cảm thấy cần thiết để mua chai nước hoa này. Và đấy là cái điểm mình không thích ở chai nước hoa này. Tổng quan lại, chai nước hoa này có đáng mua hay không thì ở đây có hai điểm mình cần phải nói rõ. Điều đầu tiên, với cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để sử dụng chai nước hoa này và chúng ta cần một cái mùi hương nó độc đáo hoặc là nó hơi khác so với phần còn lại, thì mình không nghĩ rằng Jack Club đáp ứng được cái yếu tố đó. Còn lại, nếu như các anh em bỏ qua cái yếu tố là mùi hương nó cũng có cái phần là đại trà đấy, và chúng ta xét cái yếu tố đó là cái gu mùi của các chị em Việt Nam khi mà ngửi. Như chúng ta đều biết thì cái gu mùi của các chị em Việt Nam, ví dụ như là từ George Cabana The One, Lanny The Lone, Chanel, đó, Dior Sauvage, vân vân rất nhiều chai, thì các chị em chúng ta thường cũng xu hướng thích những cái mùi hương ngọt, hơi nồng nàn một chút, dễ ngửi. Đó, cái kiểu tông mùi như thế thì cái khả năng ghi điểm khi mà xịt rất là cao. Và Jack Club cũng không là ngoại lệ. Với cái dry down mùi của chai nước hoa này thì mình tin rằng khi mà xịt chúng ta sẽ ghi điểm được rất nhiều trong mắt các chị em. Do đó, ở đây chúng ta nếu như bỏ qua cái yếu tố là mùi hương, có thể chúng ta sẽ cảm thấy là nó hơi giống với một số chai nước hoa, mà đặc biệt là so với cái giá tiền chúng ta bỏ ra, mà chúng ta sẽ thiên về cái yếu tố cái cảm nhận, cái thái độ của mọi người khi mà ngửi cái mùi hương của Jack Club, thì đây là một chai nước hoa theo mình cũng đáng để sở hữu đó. Còn lại, nếu chúng ta thiên về cái sự gọi là khác biệt, sự độc đáo về mùi hương, thì đây không phải là một chai nước hoa chúng ta cần sở hữu đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em những cảm nhận của mình về chai nước hoa Replica Jack Club. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video quan trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.